Thảo Nguyên xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống do văn phòng Robert Mullins International đảm trách hàng tuần nhằm cập nhật những thông tin di trú rất hữu ích cho quý vị. Thảo Nguyên xin giới thiệu vị đại diện văn phòng Robert Mullins International, anh Lê Minh Hải. Thảo Nguyên thân mến chào anh Lê Minh Hải và mình gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống. Thưa anh Lê Minh Hải, một vấn đề mà Thảo Nguyên hiện nay được nghe rất là nhiều người hay nói đến, đó là vấn đề nhận con nuôi tại Việt Nam. Và điều này thì trước đây 15 năm về trước thì rất là xôn xao, nhưng mà hiện tại thì có vẻ như là nó đã chấm dứt hay là không còn nữa, và nhiều người rất muốn quan tâm đến vấn đề này nhưng mà họ nghe nói thôi, nghe đồn thôi là không có còn xảy ra nữa. Vậy đúng sai như thế nào thưa anh? Đó là một trong những cái chủ đề mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị khán thính giả hôm nay. Những gì Thảo Nguyên mới vừa trình bày rất là hợp lý, vì cũng đã lâu lắm rồi là cái chương trình con nuôi đã bế tắc, và vào tháng 9 năm 2014 thì hai nước đã bắt đầu là có lại cái chương trình con nuôi. Nhưng mà chương trình con nuôi quốc tế này là một trong những cái chương trình mà cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý để thể hiện trong một cái hiệp ước của Hague Convention, tức là Việt Nam là một trong 90 quốc gia sẽ được công nhận bảo lãnh và nhận con nuôi quốc tế qua cái hiệp định của Hague này. Và đó là một trong những trường hợp mà nó làm cho cái việc bảo lãnh con nuôi, giao nhận con nuôi một cách hết sức là nhân đạo và có thứ tự, mà bà con của chúng ta cũng như là những người bản xứ ở Hoa Kỳ hay là ở các nước trên thế giới muốn bảo lãnh cho con nuôi cũng phải đi theo cái nguyên tắc của cái hiệp ước này. Cái hiệp ước này bao gồm là một cái danh sách của các em từ 5 tuổi cho tới 15 tuổi, và các em đó là phải ở trong cô nhi viện hay là những cái nhà săn sóc của chính phủ Việt Nam, cũng như là các em đó phải có một cái tiêu chuẩn về y tế mà cần săn sóc đặc biệt. Sau đó những người cha mẹ nuôi phải cần có sự giúp đỡ của một trong hai cái cơ sở phụ trách cái con nuôi của quốc tế, đó là cơ sở Holt International và Dillon Adoption International. Đó là cơ sở tại Hoa Kỳ này hả? Đó là hai cơ sở tại Hoa Kỳ mà họ chuyên môn trong cái lĩnh vực để giúp cho cái vấn đề con nuôi, bảo lãnh con nuôi, giao nhận con nuôi quốc tế được xảy ra, thì cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ là đã ký hiệp định và đồng ý cho hai cơ sở này được đại diện cho cái người cha mẹ nuôi để thiết lập các thủ tục. Vậy thì có những cái yêu cầu gì đối với người cha mẹ nuôi không thưa anh? Có rất nhiều những cái thủ tục mà người cha mẹ nuôi phải cần thiết lập. Ví dụ như lúc đầu thì phải liên lạc với một trong hai cái cơ sở con nuôi đó để họ hướng dẫn cách thức làm một cái loại đơn gọi là I-800A. I-800A khi được Sở Di trú chấp thuận rồi thì sẽ được đem về Việt Nam để nộp cho chính quyền Việt Nam. Và chính quyền Việt Nam khi đó họ sẽ bắt đầu giới thiệu những cái danh sách của những người con nuôi mà họ có trong tay. Như thế nào đó nó phù hợp với những cái yêu cầu của người cha mẹ nuôi. Ví dụ yêu cầu của cha mẹ nuôi là người con nuôi đó phải là con trai, phải là bao nhiêu tuổi, phải được sinh ra trong một cái hoàn cảnh nào, ở những cái vùng địa phương nào, vân vân. Thì bên phía Việt Nam họ sẽ cố gắng để mà đáp ứng những cái tiêu chuẩn đó, và khi đáp ứng được rồi thì người cha mẹ nuôi sẽ lập cái hồ sơ với Sở Di trú để lập cái mẫu đơn I-800 để xin được sự chấp thuận, và sau khi được chấp thuận rồi thì sẽ lập cái thủ tục giao nhận con nuôi và lập thủ tục phỏng vấn với lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Có rất nhiều người hỏi rằng là qua nhiều giai đoạn như vậy thì cái sự tốn kém cho một cái... Đúng vậy, vấn đề tài chính cho việc nhận con nuôi thì có một cái giá nhất định không thưa anh? Không có cái giá nào là nhất định. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là phải qua nhiều cái thủ tục, nào là thủ tục để mà tham quan gia cư,
nào là thủ tục để mà lượng định tình hình tài chính và tình hình đạo đức của người cha mẹ nuôi do một trong hai cái cơ sở phụ trách về cái vấn đề con nuôi quốc tế đó đảm nhận, và nhiều thủ tục khác bay qua bay về Việt Nam, rồi làm việc với chính quyền Việt Nam, rồi làm việc với các cái cơ sở đại diện cho vấn đề con nuôi quốc tế đó, trung bình là khoảng trên 30 ngàn. Và thưa anh, thì ngoài ra cái vấn đề về tuổi tác, sức khỏe, công ăn, việc làm hay là những tình trạng sinh sống của người cha mẹ nuôi đó có nằm trong những cái yêu cầu không thưa anh? Cũng nằm trong những cái yêu cầu. Ví dụ như là người cha mẹ nuôi có thể là độc thân hay là đang lập gia đình, nhưng mà phải lớn hơn người con nuôi 20 tuổi. Và người cha mẹ nuôi đó, đó là phải là những trường hợp mà không có bị đồng tính hay là không có bị chuyển hệ. Thì đó là cái luật của Việt Nam họ cấm. Và người cha mẹ nuôi đó cũng phải có công ăn việc làm, cũng phải có nhà cửa sẵn sàng để mà đón tiếp và nuôi dưỡng người con nuôi sau khi tới Hoa Kỳ. Sau khi tới Hoa Kỳ thì người cha mẹ nuôi sẽ phải lập một cái thủ tục hậu bảo lãnh con nuôi để được hợp pháp hóa tại Hoa Kỳ này, và sau đó để xin thẻ xanh cũng như là xin công dân Hoa Kỳ cho các em đó. Và thưa anh Lê Minh Hải cũng như thưa quý vị, theo Thảo Nguyên được biết thì 15 năm về trước chúng ta có thể nhận con nuôi là những người cháu trai hay cháu gái có cái quan hệ trong gia đình. Vậy thì hiện nay mình có tiếp tục làm được điều này không thưa anh Lê Minh Hải? Hiện nay có thể là không làm được qua cái chương trình con nuôi quốc tế, nhưng mà có thể làm được qua cái chương trình là con nuôi mà nội địa. Tức là nếu như một người cha mẹ nuôi về Việt Nam nhận con cháu của mình thì những người con cháu đó phải dưới 16 tuổi và có thể là phải cần thông qua những cái luật lệ của bên phía Việt Nam để được bên phía Việt Nam họ công nhận rằng đây là người cha mẹ nuôi. Và sau khi công nhận và cấp phát những cái chứng từ về giao nhận con nuôi rồi thì người cha mẹ nuôi phải nhận cái sự nuôi dưỡng người con đó ở một cái gia cư riêng biệt, chứ không có gần chung hay dùng chung cái gia cư của người cha mẹ ruột. Nghĩa là anh nói người cha mẹ nuôi phải về Việt Nam và nuôi người con đó ở một cái ngôi nhà khác, ngôi nhà riêng biệt, chứ là không có chung trại. Thời gian thì bao lâu anh? Một cái thời gian khoảng 2 năm. 2 năm đó phải chứng minh liên tục là người cha mẹ nuôi là công dân Hoa Kỳ ở bên Việt Nam với người con nuôi. Nuôi dưỡng người con nuôi đó qua nhiều hình thức khác nhau để chứng minh. Ví dụ như là săn sóc con cái nuôi trên cái lĩnh vực y tế, trên lĩnh vực học đường, trên lĩnh vực xã hội, và có những cái chứng từ để mà chứng minh rằng là người cha mẹ nuôi đó chịu trách nhiệm cho cái vấn đề sinh hoạt sinh sống của người con nuôi trong suốt 2 năm không có bị gián đoạn. Thì những cái bằng chứng đó là những cái thủ tục rất là cần thiết để cho người cha mẹ nuôi đó sau này lập một cái thủ tục để xin bảo lãnh cho người con nuôi đó được đi Mỹ với người cha mẹ nuôi. Vậy thì theo như anh Lê Minh Hải nói, nghĩa là cái việc nhận con nuôi xảy ra trước khi mình lập thủ tục để bảo lãnh người con nuôi hay sao? Đúng vậy, bởi vì đó là cái thủ tục nhận con nuôi ở nội địa, ở trong nước Việt Nam. Thì dĩ nhiên là phải cần thông qua những cái luật lệ của chính phủ Việt Nam. Và sau khi được cấp cái giấy giao nhận con nuôi rồi thì người cha mẹ nuôi đó phải ở lại Việt Nam để nuôi dưỡng cái người con nuôi đó ở một cái đơn vị gia cư độc lập và phải có những chứng từ như hồi nãy giờ mình trình bày. Thì như vậy mới hội đủ cái tiêu chuẩn để bảo lãnh cho người con nuôi đó từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, và sau khi đến Hoa Kỳ rồi thì lập những cái thủ tục để mà xin thẻ xanh, xin quốc tịch. Dạ vâng. Và thời gian bảo lãnh cho một người con nuôi như vậy thì cái hồ sơ đó khoảng bao lâu sẽ hoàn tất thưa anh? Thời gian bảo lãnh cho một hồ sơ con nuôi quốc tế thì cần khoảng 30.000 đô hoặc là nhiều hơn, và cần khoảng 2 năm. Còn nếu như lập một hồ sơ bảo lãnh con nuôi nội địa thì cũng phải cần một cái thời gian ít nhất là cũng cả năm trường để lập các cái thủ tục cần thiết đáp ứng những cái đòi hỏi của chính phủ Việt Nam, và sau đó lại thêm nuôi 2 năm nữa là 3, rồi mới bảo lãnh cũng thêm 1 năm rưỡi nữa, thì tổng cộng chắc là khoảng 4 năm rưỡi.
thì sẽ đưa được cái người con nuôi đó tới Hoa Kỳ. Và người con nuôi đó có thể là những người có liên hệ trong gia đình. Có thể là những người con hay là quan hệ. Các cháu của mình. Đúng vậy. Tuy nhiên là mình phải thiết lập một hồ sơ như thế nào thật là khách quan, là rõ ràng là cái người cha mẹ nuôi có nhu cầu nhận con và cái người con nuôi lại có nhu cầu muốn làm con nuôi với người cha mẹ nuôi là người công dân Hoa Kỳ, thì đó là cái sự duyệt xét mà khách quan mà phải cần có để cho Sở Di trú Hoa Kỳ và Tổng lãnh sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam thấy rằng đây là một cái điều kiện những con nuôi hợp lệ, không phải là cái trường hợp mà mình giúp cho con cháu của mình được đi Hoa Kỳ, hay là một cái trường hợp mà có cái tính chất gian lận xảy ra, thì một cái thủ tục như vậy là một cái thủ tục hết sức là gay go, mà quý vị phải cần có cái sự tham khảo cũng như là hỗ trợ của những cái cơ sở chuyên môn trong lĩnh vực này. Văn phòng Robert Mullins International có thể đại diện cho quý vị để làm những cái thủ tục con nuôi quốc tế, tức là văn phòng Robert Mullins sẽ đại diện để lập những cái thủ tục để làm việc với một trong hai cái cơ sở con nuôi quốc tế, hoặc là văn phòng Robert Mullins sẽ đại diện cho quý vị để lập cái thủ tục và làm việc với chính phủ Việt Nam để xin cái giấy giao nhận con nuôi đó. Cảm ơn anh Lê Minh Hải rất nhiều và mời anh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình hôm nay với cái chủ đề mà chúng tôi biết rằng quý vị sẽ còn rất nhiều thắc mắc. Nếu như có nhiều thắc mắc thì xin liên lạc với văn phòng Robert Mullins. Với chủ đề vừa qua, Thảo Nguyên Tinh đã giúp quý đồng hương phát huy và am tường thêm về luật di trú. Mọi ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ email info@omiodp.com hoặc qua số điện thoại của văn phòng Nam Cali 714-890-9933 hoặc Bắc Cali 408-294-3888. Kính chúc quý vị một tuần lễ an vui và hạnh phúc.